cái vụ hợp tác thôi à, anh coi như không có đi nha. Anh coi như không có đi. Coi như không có gì. Coi như không có gì là chắc chắn phải có cái gì. Mình thiết nghĩ giống như là chị Xu đang cân nhắc coi mình là chủ như là nhà phân phối trang phục cho bệnh viện của chị, đúng không ta? Trời, nếu vậy mình vô mánh nó ổn quá trời. Không như không có gì. Chú Thắng đâu? Không có gì. Vậy là chắc chắn phải có cái gì đó rồi. Chú Thắng. Chú đang ngồi tơ tưởng tới một em hot girl nào đó đúng không? Khổ quá. Nhìn cái nét của chú là con biết rồi. Con đã quen cái nét này mấy chục năm rồi. Điên quá mày. Bây giờ chú chí thú làm măng không? Có gái gú, gái ghiếc gì hả mày? Ghê thì chứ. Chí thú làm ăn luôn ta. Ghê. Đó là thực tế. Chú con phải chấp nhận là... thực tế đi. Chú ba mà nói câu đó là con nổi hết da gà luôn không? Giỡn cái ốc. Mày sẽ nổi da gà suốt đời. Tại vì chú chí thú làm ăn thiệt. Con thăm chứ được không? Dạ chú hỏi đi. Bữa nay chị Xu có đi làm không? Con có tới ba người mẹ chồng lận. Chú đang muốn hỏi người nào? Thì bà Trúc á. Bà Trúc á bữa nay có đi làm không? Chú hỏi mẹ Trúc con chi? Thì có chuyện cần bàn với lại mẹ Trúc của con. Không. Chú với mẹ Trúc con làm gì có chuyện gì để bàn? Không thể nào. Không có chuyện gì để chú với mẹ Trúc con gặp nhau mà bàn bạc được hết. Thế gì tự nhiên mày căng thẳng quá vậy mày? Không khó. Ý con là chú với mẹ Trúc con á, mỗi lần mà gặp nhau á là họ như nước với lửa, gây lộn sùm hết á. Nên là tốt nhất là chú hạn chế đừng gặp mẹ Trúc con nữa, mất công chú gây ra tai họa gì đó rồi con bị dính phố tội nghiệp con. Khùng quá mày. Chuyện cần bàn mới cần bàn chứ tự nhiên la phản ứng mạnh quá. Mà phân phối á. Rồi vậy. Có khi nào cái chú Thắng đó là chú ba của em không? Không. Không đâu, không đâu. Sao có thể là chú ba được chứ? Nhìn đi nhìn lại không thấy điểm nào hợp với mẹ Trúc luôn. Quê. Ây da, hết hồn mà đâu. Sao? Hả? Biết sao không? Hôm qua mẹ Trúc con ghé đây 2 lần mà đang nói câu chuyện tiên lấp lửng không có nói hết câu chuyện mà đưa lộn cho chú cái tờ giấy gì mà zin zin ve ve vậy đó. Chú không biết nữa. Rồi xong rồi đang nói lấp lửng vậy đó. Rồi xong rồi bỏ đi. Ê mày gài kèo cho chú gặp mẹ Trúc được không? Cái gì? Kinh nghiêng, dê dê. Ừ. Trời ơi. Thì chú đó. Chú với là chú Thắng ở trong truyền thuyết hả? Chú Thắng truyền thuyết gì mày? Không. Con có việc gấp, con đi. Không thế nào. Ê. Con đi. Cái vỏ nè. Quên cái vỏ. Sao? Ghê quá. Không phải. Ghê quá, nhìn chú ghê quá. Không phải. Nhà này kỳ ta. Làm như là có phong tục hay gì á, nói câu chuyện lấp lắm lửng lửng rồi xong rồi bỏ đi vậy trời. Ngay từ đầu thì mẹ biết là câu chuyện này rất khó. Nhưng mà trong tình yêu á thì con tim có lý lẽ riêng của nó. Dạ con hiểu là như vậy, nhưng mà thực sự chú ba của con á, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không có một cái điểm nào có thể tương xứng được với mẹ hết á. Được rồi, nếu mà con không thích, con cảm thấy khó xử thì mẹ sẽ dừng lại câu chuyện này. Không, con không có ý đó. Con chỉ đừng là... lo. Mẹ, nhưng mà con... Mẹ biết sẽ phải làm gì mà.
em vạch mặt chú Thắng hăng quá, anh cũng kịp cản em luôn á. Không phải là em vạch mặt mà em chỉ nói sự thật thôi. Anh nghĩ đi, chú của em hả, ngoài tính tình trẻ trâu con nít á, thì lại rất là bao đồng, rất là bốc đồng, lắm chiêu nhiều trò, chưa kể là thêm cái thói chăn hoa nữa. Bây giờ mẹ yêu á nên mẹ thấy cái gì nó cũng đẹp hết. Nhưng mà nếu lỡ sau này khi mà cưới nhau về rồi, cái mọi thứ nó sẽ lồ ra, đến lúc đó không thể nào mà ngăn cản được. Mẹ sẽ cảm thấy thất vọng, mẹ sẽ cảm thấy hoang mang mà không có cách nào giải quyết. Mà chú của em á thì lại rất là vô trách nhiệm, chắc chắn sẽ không thể nào mà chịu sửa đổi. Đến lúc đó người chịu khổ chỉ có mẹ chút thôi. Anh làm gì cười vậy? Người ta đang rối ren lo muốn chết đi mà anh còn ngồi đó anh cười được nữa. Phải, tại anh thấy em đáng yêu quá, anh thấy em biết quan tâm chăm sóc cho mọi người á. Mệt quá, nghĩ cách phụ em đi nè. Kêu em mà anh làm gì như kêu con kia vậy? Có đâu, cái này là cách gọi thân mật của mình hồi xưa giờ mà em quên hả? Hay là giờ vậy nè, anh có cách này nè, mình thử lòng chú Thắng đi. Thử lòng hả? Đúng, mình thử coi chú đã thay đổi tính cách hay chưa, hay là vẫn như cũ, biết liền đúng không? Ồ, có lý, nhưng mà thử làm sao? Anh cũng chưa nghĩ ra cách nữa. Lãng xẹt, lãng nhất thầm lao với đâu dạ. Vậy cũng làm chuyện nghiêm trọng, làm em tưởng là anh có cả một cái kế hoạch ở trong đầu anh hết rồi. Thì anh mới vừa nghĩ ra vậy thôi, còn làm như thế nào thì anh chưa biết, anh mới hỏi ý kiến của vợ nè. Anh yên tâm đi, vợ anh là ai, vợ anh là ai, vợ anh là phóng viên Bích Thảo, em cũng lắm chia nhiều trò không thua gì chú em đâu. Chỉ có lo lo hơi peo xíu thôi. Nhưng mà không sao được, khi em cưới chồng là em đổi giận rồi. Em sẽ lo hết chuyện này, anh phải giúp em đó nha. Ừ, anh sẽ giúp. Đi, đi xuống ăn cháo chứ mới Thảo không? Từ từ, em gọi cho con nhỏ bạn em để giải quyết cái vụ án này trước cái đã. Ok. Đây là bảo mối của em sẽ gọi cho một quân sư của em. Ok dạ. Đích thân em sẽ nhờ nó giải quyết cái vấn đề này. Alo, ê bèo chứng đời, nó nghe nè. Sẽ tới ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.